anh đó, anh mấy bữa anh không có được ngủ nghe gì, anh cứ gầu lo. Gầu lo hả? Dạ. Yêu cầu nghe tiền đóng viện phí là vợ chồng bắt đầu nằm ngủ khóc. Có tiền. Good gửi lời chào đến cô chú anh chị. Hôm nay một cái niềm vui bất ngờ đến với lại vợ chồng em Mai. Hồi sáng này đó thì cô Phút gọi điện cho em Mai và em nói là đang trong bệnh viện ung bú, đang hóa trị ở trong đó. Khoảng 1 giờ đồng hồ nữa sẽ gặp một cái món quà rất là bất ngờ. Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đến cho vợ chồng em Mai để mà vượt qua cái khó khăn. Trong cái thời gian chờ đợi đó, xin phép được chia sẻ cho mọi người về ngôi nhà Zoomy của vợ chồng chị Bình. Hôm nay rất là nhộn nhịp nha mọi người. Bà con hôm nay nhận được cái phần ăn sáng, rất là nhiều đồ ăn luôn. Đây để mình quay cho mọi người xem nha. Bà con xếp hàng đồ ngay ngắn rồi. Hôm nay đồ ăn gọi là nhiều đồ ăn hơn mọi khi á mọi người. Đồ ăn nấu ngon nữa. Bà con đang điều trị và lưu trú tại các khu trọ gần bệnh viện ung bú đây. Để coi là hôm nay là vợ chồng chị Bình gửi cho bà con những phần quà gì nha. Bánh canh cua. Bánh canh cua với lại có dâu đó gì hả chị? Dâu bớt kẹo chú sinh. Dạ. Dán sữa. Có nghĩa là đồ ăn á là ngày nào cũng có, nhưng mà ván sữa thì tùy theo đợt đúng không chị Bình? Đúng rồi em, nếu mà giả sử nhà chị á có một tiêu đó, có quà thì chị sẽ chia sẻ cho bà con bên ngoài. Đưa ba bút phụ cho. Đưa ba bút phụ đi. Đưa ba con bút phụ cho bé nhỏ này. Còn bút ăn là mình nấu từ thứ 6 cho đến là thứ 2 cho đến thứ 6. Ăn cơm. Mấy bữa nay cũng nghe nói là cũng có bỏ tiền ra để mà phụ chút xíu mua thực phẩm à. Đúng rồi em, cái này là nói chung là chị không có kêu gọi từ thiện nhưng mà thấy bà con ở khu vực đây á, là họ quá trời, đói quá đi. Cho nên là chị gắng cố gắng hết sức mà để mà giúp đỡ cho bà con. Đôi khi thật sự là cũng cảm thấy mình kiệt sức, nói chung là cũng rất là vấn đề. Tại vì là cô quay sắp hàng ngon phải, cô sắp hàng sao? Dạ. Nói chung á là có nghĩa là chị Bình không có hứa là đồ ăn này nó sẽ có từ thứ 2, thứ 6, nhưng mà ví dụ như trong khả năng là có thực phẩm là cứ ngày nào cũng nấu thôi. Đúng rồi em. Dạ. Những cái thực phẩm đồ này là Mạnh Thường Quân tặng cho nhà lưu trú. Nhưng mà chị Bình nói là để san sẻ bớt cho bà con lưu trú ở gần khu vực nhà lưu trú nữa. Em thấy so ra đó thì từ nhà mình á mà đi đến bệnh viện á thì khoảng chừng 300 mét. Nói chỗ này nó cho nó chạy rất là đông. Nó nói là nó đó mà họ cũng dựng cái này ra đây để nhận được một phần thức ăn. Hồi nãy em có hỏi là có người nói là nhiều khi nhịn ăn sáng lấy cái phần này để mà ăn trưa đó chị. Dạ. Chị gái không để nắp, đừng để nhau nó đại đi, chị mở dùm nắp này ra cho em đi. Nắp phụ ra cho em. Múc ra cho nhanh. Có chị mở nắp ra cho em. Chị mong rằng sau khi cái clip em đăng lên á, chị rất cần nhu yếu phẩm để cho bà con bệnh nhân. Nếu mà ai có tặng chị để nhu yếu phẩm để nấu được cái thức ăn hàng ngày cho bà con và duy trì như thế này là chị sẽ rất là mừng lắm lắm luôn. Hy vọng cho bà con có được những bữa ăn ngon để mà bà con có sức khỏe để điều trị bệnh trong thời gian. Ví dụ như của chú nhận cái phần này đó là một mình là mình sử dụng hay là thêm một người nữa chú? Một mình chú hả? Dạ. Vậy là cũng được bữa trưa đúng không chú? Dạ, tiết kiệm. Chú qua bên nhà lưu trú không đồng này là bao lâu rồi nhận những cái thức ăn này nè?
Mới biết nay thôi. Dạ. Mình là người chăm sóc bệnh nhân hả chú? Dạ. Thôi con chúc chú với lại người nhà của mình có sức khỏe nha, may mắn nha chú. Mai tiếp tục ha, 10 giờ hả? Dạ. Ở đây là cô nào mà qua nhận quà là gọi là mối luôn à? Mối nè. Cô là mới đó hả? Dạ. Còn ai là lâu đâu? Ai là lâu đâu? Dạ. Dạ. Ở đây là bà con kiểu mà mình phụ với bà con với lại là cái mình cảm thấy như thế nào thưa chị mà mình ý là mình cái tinh thần mình thấy bà con đi là rất là khen, ở đây là rất là một năm nào rất ngon, mà hàng này là bệnh nhân là nhờ ở đây mà bệnh nhân được những ăn rất là ngon nóng lẩy, mà thức ăn cũng ngon mà chất lượng, nên là mong rằng cái nhà tình thương này cứ duy trì mãi như vậy để cho bệnh nhân được hưởng được một chút gọi là đỡ phần nào đi về kinh tế. Theo như chị Mão quan sát là thường thường là bà con đến đây là khoảng bao nhiêu phần, có nghĩa là bao nhiêu bà con đến này? Thì một ngày nếu mà một buổi như này phát em 400 phần. 400 phần. Dạ. Hình như là em biết thêm á, nhiều khi có buổi là thực phẩm còn dư nữa đó là chiều nấu thêm rồi phát thêm nữa, tùy theo. Chiều là thường thường có thêm món canh, bún canh. Dạ. Bún riêu. Dạ. Em cảm ơn chị Mão nha. Dạ. Hiện tại là bây giờ tầm khoảng 16 giờ chiều. Khi nãy thì buổi trưa mình cũng có nói với mọi người đó là tầm khoảng 11, 12 giờ là có thể gặp được em Mai, nhưng mà sức khỏe em Mai không có được tốt, là tới cái giờ này đó thì phải xin phép trong bệnh viện mới ra ngoài để mà có thể là trò chuyện cùng với lại mọi người và biết tình hình của em Mai như thế nào. Hiện tại là hai vợ chồng đang ở nhà lưu trú của chị Bình, tại vì hồi nãy cũng có xin phép bác sĩ là tầm khoảng một tiếng là vô trong bệnh viện lại, đúng không em? Ừ. Nếu mà đáng lẽ ra nếu mà chồng em mà rành một chút xíu tiếng Việt á thì nói chuyện với chồng em sẽ ổn hơn, nhưng mà gắng cố gắng nha. Gắng cố gắng rồi nói chuyện chút xíu. Tầm khoảng hình như là khoảng 3-4 ngày rồi là anh, từ cái lúc mà anh gặp em tới giờ thì tình hình sức khỏe như thế nào, với lại là vô trong bệnh viện rồi bây giờ bác sĩ họ tư vấn như thế nào, nói cho anh nghe Mai. Tại mấy bữa trước thì nó cũng không có gì mệt, cái bắt đầu vô hóa vô xạ nó mệt, ăn uống có được khối hoài à. Rồi khối u của em tới 53 cm lận. Khối u đó người ta điều trị bằng kim, nó hết từ từ, nó teo lại từ từ nó hết. Hình như là bữa nay thấy gầy hơn hôm bữa nhiều luôn á. Còn bị xuất huyết không? Cũng còn, mà người ta chích đối kháng sinh mỗi ngày mỗi tối rồi, mà nó đỡ hơn bữa trước. Em nói cụ thể hơn á là khi mà vô bệnh viện này đó là sắp tới là ngày mai. Dạ. Ngày mai là hóa trị. Dạ. Là bao nhiêu tia và bao nhiêu tiền? Dạ 28 tia 30 triệu. Rồi em đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi? Chưa có tiền. Có tạm ứng, bác sĩ đòi tạm ứng trước 10 triệu. Dạ, có 10 triệu chưa? Tạm ứng cho người ta đỡ rồi. Mà vẫn thiếu. Một hai ngày nữa người ta chưa đóng hết. Vậy đó ha. Này anh nói thật nha, là hai vợ chồng á là dành dụm được bao nhiêu tiền rồi. Chứ bây giờ mà ngày mai đi hóa trị rồi mai mốt đóng tiền rồi tiền đâu mà đóng. Tin người ta ngày này cho một chút biết sao giờ. Giờ hai chồng cũng đâu có biết làm gì có tiền này để đóng. Hôm bữa anh gặp em là anh gửi cho em bao nhiêu? Là được 4 triệu. Rồi 4 triệu đó là sử dụng như thế nào rồi em? Dạ em ăn uống tẩm bổ từng ngày, còn nữa thì em để dành để đắp vô để đủ tạm ứng cho người ta. Cho anh biết chút xíu về chồng em đó, hai vợ chồng trao đổi như thế nào rồi? Chồng em thì dự định nói đất tháng này đi làm để kiếm được
tiền chút đỉnh cũng được để mà đóng cho người ta. Nhưng mà giờ em quá yếu rồi, không biết làm sao. Từ nãy nói có chút xíu rồi giờ nằm luôn rồi. Thôi cố gắng nha. Cố gắng anh nói 5-10 phút nữa rồi đi vô trong bệnh viện nha em. Ừ. Bây giờ anh nói cái này chắc là em mừng nè, với lại em vui. Với lại em cũng không có nghĩ tới là những cái gì mà anh sẽ sắp nói ha. Đừng có lo về những cái khoản tiền sắp tới. Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho em cái khoản tiền. Thì đối với anh là cái khoản tiền cũng tương đối lớn đó. Thì em cố gắng thì em chỉ cần tập trung vô em điều trị bệnh thôi. Đừng có nghĩ ngợi về tiền bạc nha. À, sau khi anh trao cái khoản tiền cho em đó, là em cũng nói với lại chồng em để mà chồng em cũng bớt lo, với lại hai vợ chồng tập trung vô nha. À, ví dụ như sắp tới là đi về Campuchia để mà đi làm gì đó, thì nếu mà có khoản tiền này á, thì có thể ở lại để mà chăm sóc cho em. À, nhưng mà theo anh nghĩ á, em cần một người thân mà người Việt, bà con của mình á, người Việt hoặc là người Cam cũng được, nhưng mà phải rành rẽ. Chứ anh thấy chồng của em á, là cũng bạn này cũng nói chung là dễ thương á, nhưng mà đi vô bệnh viện rồi các thứ đó thì chưa có lanh lợi lắm nha. À, để mà ví dụ như là lỡ y tá họ có yêu cầu gì đó thì cũng phải biết chút tiếng Việt để mà chạy tới chạy lui, đi xuống để đóng tiền hoặc là lấy thuốc gì đó. Chứ như chồng em mà không có rành được tiếng Việt nha Mai. Ừ. Rồi chị này á là chị Bình, thì chị cũng có người thân là cũng bệnh ca, nên và một phần nữa là phụ nữ với nhau. Rồi sẵn tiện á, chị Bình sẽ có vài lời để mà động viên tinh thần với em. Với lại là anh nhờ chị Bình á là đếm giùm anh cái khoản tiền mà anh trao, tại vì anh thấy sức khỏe em không được tốt quá ha. Dạ. Thì nói chung thì tiền á thì cũng theo chị nghĩ là cũng có để mà lo sức khỏe cho em. Thì nói chung là phụ nữ bệnh, em cũng ốm yếu, thì gắng cố gắng sắp xếp làm sao phải có người chăm sóc em ha. Rồi em cũng đừng có nghĩ là ở vấn đề tiền bạc nhiều, cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình là chính. Mình có sức khỏe rồi thì sau này mình muốn làm cái gì cũng được nha em. Nói chung giai đoạn bệnh của em á, thì chị nghĩ điều trị cũng sẽ là khá ổn đó. Cho nên là cố gắng lên. Nhưng mà trước tiên là phải ăn uống cho nhiều vô. Chị thấy em gầy lắm á. Nếu mà không ăn uống được á, không có sức khỏe thì cái thời gian giá quá trị xạ trị của mình sẽ bị gián đoạn, là sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là em phải cố gắng ăn uống nhiều vô, dầu cho ăn không được, uống không được cũng phải cố gắng nha cưng. Ủa Mai, anh quên hỏi hôm bữa là hai vợ chồng có con không? Giờ là mấy tuổi và ai đang chăm sóc? Bé trai hả bé gái? Bé trai. Tại vì bà ngoại già đâu có giữ được. Nên là phải gửi cho Dượng giữ. Rồi có trả tiền cho Dượng không? Giờ em chưa có điều kiện để gửi tiền sữa gì hết. Em cũng có nói là em chưa bệnh hết, cái em đi làm để mà lo cho bé lại. Thì nói chung cũng có người thân hỗ trợ tinh thần động viên đã giữ con em rồi, thì mọi vấn đề em cũng tạm đừng lo lắng nhiều quá ha. Cố gắng tập trung để mà điều trị bệnh ha Mai ha. Rồi anh nhờ chị Bình đếm giùm anh cái khoản tiền nha. Chị Bình đếm xong rồi trao cho vợ chồng em nha. Dạ. Rồi. À, trước hết là Cú Phú xin phép được cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho em Mai. À, tuy là chỉ có vài ngày thôi mà cái khoản tiền và cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho em Mai. À, xin chúc cho quý Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh đọc nha. Ở đây là thứ nhất là của chị Kim ở Bình Dương, là gửi cho em là 10 triệu. Thứ hai là chị Kim Phụng Trần ở Mỹ, 300 đô la Mỹ, 7.040.000. Thứ ba là chị họ Lê ở Mỹ, là 7 triệu. Thứ tư là người có cái lòng hảo tâm, nhưng mà người này thì giấu tên, là 5 triệu. Thứ năm là chú Thái Đôn Tấn ở Úc, là 3 triệu.
Thứ sáu là chị Ngọc ở Mỹ, $100 là 2.330.000. Thứ bảy là chị Phạm Thị Mỹ ở Tây Ninh là 500.000. Thứ tám là chị Mai Thị Kim Loan ở quận 6 là 1.000.000. Thứ chín là anh Bùi Đình Nai ở Seattle ở Mỹ là 1.000.000. Thứ 10 là chị Tuyết Minh ở Gò Vấp là 1.000.000. 12 là nhóm các chị gái ở La Ghi Bình Thuận là gửi cho em là 2.000.000. Các chị gái này là gồm có là Nguyễn Thị Kim Loan, Thiên Tâm Loan, Loan Nguyễn và Gia Lô Kim Tịnh. À, Mạnh Thường Quân thứ 12 đó là chị Nhung ở Hà Nội là 500.000. 13 là một anh ở Bến Tre là 400.000. 14 là chị Ngô Thúy Hà ở Hà Nội là 500.000. 15 là của cô Luận ở Đồng Nai là 1.000.000. 16 là chú Minh Phú Nhuận là 1.000.000. 17 là chị Kim Châu ở Phú Quốc là 500.000. 18 là một người ở Alaska Mỹ là 6.000.000. Và cuối cùng số 19 là chị Nguyễn Bảo Hân ở Đức là 1.250.000. Ha. Cái khoản tiền em nhận được đó là 51.020.000 gửi tặng cho em, với cái lời nhắn là giúp em mau vượt qua cái khó khăn và bệnh tật nha. Em nhờ chị Bình gửi giùm em là 51.020.000 nha chị Bình. Nè, yeah. Chị Bình đếm lại giùm em rồi chị Bình trao cho em Mai giùm em nha. Em gái nhìn chị đếm tiền ha. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000, 6.000.000, 7.000.000, 8.000.000, 9.000.000, 10.000.000, 11.000.000, 12.000.000, 13.000.000, 14.000.000, 15.000.000, 16.000.000, 17.000.000, 18.000.000, 19.000.000, 20.000.000, 21.000.000, 22.000.000, 23.000.000, 24.000.000, 25.000.000, 26.000.000, 27.000.000, 28.000.000, 29.000.000, 30.000.000, 31.000.000, 32.000.000, 33.000.000, 34.000.000, 35.000.000, 36.000.000, 37.000.000, 38.000.000, 39.000.000, 40.000.000, 41.000.000, 42.000.000, 43.000.000, 44.000.000, 45.000.000, 46.000.000, 47.000.000, 48.000.000, 49.000.000, 50.000.000, 51.000.000, 20.000.000 ha. Mừng quá ha. Số tiền này chị trao cho em ha. Yeah. Em vui, em có số tiền để mà chữa bệnh, để mà hết bệnh về và ở với con. À, mình đâu có nghĩ là mình nhận cái khoản tiền như vậy đúng không? Yeah. Mai? Em không nghĩ tới. Mai cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em cái số tiền này, em vui lắm. Em không có nghĩ đến mà em có số tiền lớn để mà chữa bệnh. Em nói với lại chồng em thử coi, chồng em coi ổng như thế nào. Coi ý là em ví dụ như 51 triệu là đổi ra tiền Campuchia đó là bao nhiêu để cho ổng mừng? Em nói với ổng là cảm ơn Mạnh Thường Quân á, cảm ơn những cái người mà giúp mình á, em nói thử coi ổng nói làm sao. Ông quân này là cái chua dơ đi kê từ kê thơ đi để cái thơ bón thơ ấy chẳng á. Dạ cái mày mà sao mà quân đó là bón để ban ở bên thầm lôi chia ba lôi quân cho mấy ban chập chia sạch bài cho mọi người chơi. Ổng nói sao vậy mày? Dạ anh nói cảm ơn cho những người mà giúp đỡ cho vợ có số tiền để chữa bệnh. Em nói với ổng á nè, anh chỉ nè nha, em nói với ổng á là người Việt họ có những cái tấm lòng rất là tốt, bao dung, không chỉ mà giúp đỡ cho người Việt mà giúp đỡ cho tất cả những người quốc tịch khác, đặc biệt là những quốc tịch mà ở gần Việt Nam mình á, ví dụ như Lào, Campuchia, Thái Lan hay gì đó. Đó em nói gì đó.
cái mến chui tần đi tê cái chui tần ngó cái gì mà không ai ấy có cái chui hay là chết chết nó có cái chui đây anh nói anh mấy bữa anh không có được ngủ nghe gì anh cứ gầu lo hả. Dạ yêu cầu nghe tiền đóng viện phí là vợ chồng bắt đầu nằm ngủ khóc có tiền. Vậy là nếu mà mình nhận được cái khoản tiền này đó thì chồng em có về Campuchia đi làm hay là bây giờ có tiền rồi ở lại đây chăm sóc em? Chắc em cho anh chăm sóc em cho đỡ, cho hơi khỏe. Có cái người nhà nào mà rành rẽ, ví dụ như là người người Việt mình đó để mà chăm sóc chắc em đó? Nhà em chỉ có bà ngoại với thằng nhỏ thôi à. Chứ không có ai hả? Có ai chứ, bà ngoại cũng già, bệnh tới bệnh lui đêm hôm, rồi thằng nhỏ phải đi làm thuốc men cho bà ngoại nữa. Không còn ai. Anh hỏi thêm về cái mắt của em, mắt của em, mắt trái á, em có nhìn thấy rõ mặt anh không? Dạ rõ. Sao nó bị nó bẩm sinh từ nhỏ? À chứ nó không có ảnh hưởng tới cái bệnh của mình hả? Dạ không, từ nhỏ. Bị sụp mí nhưng mà vẫn thấy bình thường. Thấy bình thường rõ vậy á, có cái nó sụp mí một lần. Tạm biệt nha, mai có gì gọi điện sau nha. Mừng á mọi người, mừng nhận được cái khoản tiền rất là lớn so với cái thu nhập của hai vợ chồng. Và mình nghĩ cái khoản tiền này có thể là giúp cho Mai điều trị trong một cái khoảng thời gian cũng nhất định. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video, đặc biệt là quý Mạnh Thường Quân. Thực sự là rất là vui, mình cái niềm vui nó khó tả khi mà mình làm cầu nối đến với hoàn cảnh từ Mạnh Thường Quân họ biết đến và giúp đỡ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Có những cái thông tin gì của em Mai sau khi mà vô thuốc á, mình sẽ tiếp tục cập nhật đến cho cô chú anh chị. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.